Hello cả nhà, trên tay là chiếc máy Beto Signature S Black điểm vàng. Black điểm vàng hay là gọi là hay anh em nhiều anh em gọi khác gọi là chiếc Black Mid Gold, là máy Black điểm thêm vàng khối. Cái này là vàng hồng. Mid Gold. Máy vỏ zin còn rất là đẹp luôn. Nói chung nó chỉ chạy sức nhẹ này, nói chung là máy này máy zin. Còn rất là đẹp, được điểm thêm vàng khối, tạo thêm điểm nhấn cho máy rất là đẹp. Bình thường nó là một con máy màu đen hết, nhưng mà mình chế tác thêm vàng khối, những cái này là để toàn là vàng khối cả. Sơn nó là gốm ceramic, cái này là vàng khối, máy chuẩn đẹp xuất sắc hết, vỏ còn rất là đẹp, máy nguyên zin còn đẹp. Máy đẹp khoảng 97-98%, mọi chức năng đều hoàn hảo hết, da zin vẫn còn đẹp luôn. Dành cho những anh em nào đam mê những chiếc máy zin đẹp và giá tiền là hợp lý, em có giá tốt cho anh em cửa hàng luôn ha. Anh em cửa hàng nào cần thì cứ báo em qua số điện thoại của em. Máy này chuẩn đẹp xuất sắc rồi. Rồi hình đánh giá máy này khoảng 97-98%. Giá rất tốt nha cả nhà. Cả nhà quan tâm thì cứ gọi cho em. Qua số điện thoại là 0936 177 777. 09361 567 số lưng. 0936 177 777. Đấy, em quay chi tiết trần cảnh người máy cho anh em xem đó. Cái này là vàng khối nha cả nhà. Tất cả cái này là đều vàng khối cả. Những cái nào bằng màu vàng tất cả đều vàng khối và vàng nguyên. Vàng nguyên 18K. Là vàng 7,5 nha cả nhà. Ao 750 và 7,5. Em quay chi tiết càng cảnh anh em xem. Mọi chất lên máy thì đều hoàn hảo ok hết. Tất cả máy mình bán ra đều kiểm định hết. Mình kiểm định một tuần xong mình mới bán ra. Thử tất cả các chức năng và dùng thử hết. Nói chung những cái máy Beto thì máy zin thì rất là khó lỗi luôn nha cả nhà. Những cái máy thế này phải bảo hành cho cả nhà 2 năm luôn, bao anh em dùng. Anh em ở Sài Gòn thì mình giao liền trong ngày luôn. Khu vực ở gần thì mình vẫn giao luôn. Bán kính 50-60km mình giao luôn nha. Những cái máy giá trị thì mình giao tặng tay cho anh em luôn. Còn anh em ở tỉnh thì mình sẽ người nhờ anh em giao hộ. Tại vì các tỉnh tiệm điện thoại mình cũng quen rất là nhiều, nên nhờ anh em khu vực gần giao hộ. Em nào quan tâm thì cứ gọi cho em 0936 177 777. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái video này nha. Hẹn anh em ở những video lần sau. Mình sẽ thường hay qua những chiếc máy Beto hay là 88 mua video rồi đấy. Anh em cần thì quan tâm thì cứ đăng ký cái kênh này, em sẽ quay. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái video này ha. Em xin dừng video tại đây ha.